Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay đất sạch .net xin được chia sẻ về chủ đề về chuyển mục đích sử dụng đất à? Về cơ sở chuyển mục đích sử dụng đất, theo quy định của pháp luật đất đai, có những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng vẫn phải đăng ký biến động. Trong đó có hai trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp 1 là chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép, trường hợp 2 là chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép. Đối với trường hợp 1 là chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép thì căn cứ theo quy định tại điều 57 Luật Đất đai, 1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: a, chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, b, chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn. Đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm, c, chuyển đất dừng đặc dụng, đất dừng phòng hộ, đất dừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp. D. Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. D. Chuyển đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất. E, chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở, D, chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ, chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Đối với trường hợp 2, không phải xin phép, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép, cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, căn cứ vào ca 1 điều 12 thông tư 33 2017 tt thì, các trường hợp sau chuyển mục đích CR không phải xin phép, cơ quan NN có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động theo quy định. A. À, chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm, đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, đất xây dựng chuồng trại trăng nuôi ra súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; b. chuyển đất trồng cây hàng năm khác đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm; c. chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm; d. chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; d. chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, chuyển đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp. Người sử dụng đất căn cứ vào các quy định nêu trên, khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cần phải xin phép cơ quan nhà nước và không cần phải xin phép để chuẩn bị hồ sơ theo quy định đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình. Nếu anh chị nào muốn có bản vi giáo trình chiếu này thì hãy để lại email phía dưới bình luận, chúng em sẽ dành tặng để anh chị có thể sử dụng khi cần thiết nếu anh chị nào có nhu cầu hỗ trợ làm sổ đỏ, xin phép xây dựng hay hoàn công thì đừng quên gọi cho em theo số điện thoại 0363232739 và đừng quên ủng hộ em bằng cách like.